Phạm Đoan Trang nhiều vỏ bọc nhưng thiếu thực chất. Sau khi bản thân và ekip truyền thông PR rầm rộ về giải thưởng của một tổ chức NGO vô danh vô tiếng mang tên Homi Homini áp đảo trên mạng, tạo cảm tưởng như Phạm Đoan Trang đã trở lại thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của phong trào chống cộng Việt Nam. Từ cách thức trao dài, cách thức truyền thông về sự kiện, cách thức tạo vỏ bọc nạn nhân của chế độ Ít nhà chống cộng nhận ra một khuyết điểm lớn của Đoan Trang là thiếu trung thực. Trong suốt đời hoạt động chính trị của mình, Đoan Trang hiếm khi nói gì làm đấy, hành động một cách chính danh. Thay vào đó, Trang thường tự khoác cho mình những vỏ bọc không liên quan để đánh bóng bản thân, lôi cuốn đám đông, đồng thời che giấu mục đích chính trị thật sự mà mình đang theo đuổi. Giai đoạn Đoan Trang điều hành nhóm Vì Một Hà Nội Xanh Green Chi là một ví dụ. Nhóm này bắt nguồn từ phong trào phản đối đề án chặt hạ thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội vào năm 2015 do các NGO thân nghiêm Kim Hoa và các nhóm biểu tình thân Phạm Đoan Trang phối hợp tổ chức cuối tháng 3 năm 2015. Khi các NGO muốn ngừng biểu tình để chuyển sang hình thức hoạt động khác, Phạm Đoan Trang đã tìm cách đào chính, hất các NGO ra để cướp phong trào. Trước thời điểm đó, Phạm Đoan Trang chỉ được biết đến như là một nhà hoạt động nhân quyền từng sống 2 năm ở hải ngoại, làm việc cho tổ chức Voice của Việt Tân và thường cộng tác với các sứ quán phương Tây. Tuy nhiên, từ khi cướp được nhóm vì một Hà Nội xanh, Đoan Trang đã tự khoác cho mình một vỏ bọc mới là một nhà hoạt động môi trường trẻ. Bà Trang dùng vỏ bọc này để lôi cuốn những cư dân mạng trẻ thiếu thông tin. Khi nhiều người trẻ gia nhập nhóm của Trang để chống chặt cây cối, bảo vệ môi trường, họ bị bà Trang đưa vào một hoạt động hoàn toàn khác là làm chính trị, gây dựng cách mạng đường phố để lật đổ thể chế. Nếu định phủ nhận sự thật này, bà Trang sẽ vấp phải ba bằng chứng. Thứ nhất, toàn bộ admin được Đoan Trang giữ lại trong nhóm Vì một Hà Nội xanh đều là những gương mặt chống cộng, trong khi đó những admin không đi biểu tình và không chống cộng thì đều bị gạt ra với Nghiêm Kim Hoa. Thứ hai, clip giới thiệu nhóm Vì một Hà Nội xanh không hề đưa ra các yêu sách về môi trường để chính quyền thực hiện, mà chỉ tập trung khai thác mâu thuẫn giữa nhóm này với chính quyền. Thứ ba, sau khi đoan trang cướp phong trào, hoạt động của nhóm vì một Hà Nội xanh không còn xuất hiện trên các trang tin thông thường và báo chí chính thống. Trong khi đó, chúng lại được mọi website chống cộng nhiệt tình đưa tin. Cũng trong thời gian làm nhóm vì một Hà Nội xanh, Đoan Trang đã khoác cho nhóm này một số vỏ bọc khác để dễ bề hoạt động chẳng hạn như lợi dụng kỳ thi đại học và đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2015, trang biến vì một hạ nội xanh thành một nhóm sinh viên thiện nguyện, tra trộn vào đám đông thí sinh dự thi để phát tờ rơi hướng dẫn chống xe nắng. Sang năm 2016, để lợi dụng vụ nhà máy Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường, Trang lại biến nhóm này thành các trí thức trẻ trong nhiều lĩnh vực. Tất cả đều có trình độ đại học trở lên như vậy hoặc là đoan trang nói dối hoặc là các sinh viên thiện nguyện từng đi phát tờ rơi chống nắng đã đồng loạt tốt nghiệp đại học chỉ sau một năm cũng cần lưu ý rằng cả hai vỏ bọc vừa kể đều trái với thực tế của nhóm vì một Hà Nội xanh Trịnh Anh Tuấn người thay mặt đoan trang đảo chính cánh NGO để thành lập nhóm vì một Hà Nội xanh là một thành phần lưu manh vô học trong giới chống cộng chứ không phải là sinh viên hay trí thức trong cùng năm đó, Trang còn biến vì một Hà Nội xanh thành các nghệ sĩ đường phố chơi nhạc miễn phí để thu hút đám đông trên tuyến phố đi bộ ở Hà Nội, dù việc chơi nhạc chẳng hề liên quan đến chuyện chặt cây xanh hay bảo vệ môi trường. Năm 2017, chính quyền thắt chặt chính sách an ninh khiến nhóm vì một Hà Nội xanh tàn tác. Bản thân bà Trang cũng chạy trốn khỏi nơi cư trú vì không chịu được một cuộc sống không có biểu tình, không có hội họp và bị cắt internet thường xuyên trước tình hình này bà tự khoác cho mình một vỏ bọc mới là một nhà hoạt động cách mạng kiểu cổ điển với những màn đánh đàn guitar và chạy trốn sự truy bắt của chính quyền khi tạo ra vỏ bọc này đoan trang hướng đến hai mục đích thứ nhất bà muốn lãng mạn hóa bi kịch hóa cách nghiệp đấu tranh chống cộng và tình thế thảm hại của nó lúc này để giữ cho các nhà chống cộng không nản Thứ hai, bà muốn lôi kéo sự thương hại của đám đông để ngay cả khi thất bại, bà cũng không bị đám đông quên lãng. Bà muốn được ghi vào lịch sử như một thánh tử đạo. Tuy nhiên, bà Trang đã diễn quá cường điệu và vào bọc của bà quá kịch cỡm. Các nhà cách mạng ngày xưa chạy trốn để tránh bị chính quyền xử bắn, chứ không chạy để tránh bị chặn cửa, bám đuôi hay cắt internet như bà đang làm hiện nay. Bà là một người hèn nhát cầm đầu một tổ chức hèn nhát trong một phong trào chống cộng hèn nhát, đang cố ăn ủi nhau bằng cách lên Internet đóng vai anh hùng. Cả bà Trang, nhóm Green Cheese lẫn phong trào chống cộng đều chỉ có vỏ bọc chứ không có thực chất. Khi người ta đã dành hầu hết thì giờ để tạo ra cái vỏ bọc để diễn kịch cho nhau xem thì người ta không thể đầu tư vào năng lực thật của mình và trở nên rỗng ruột dù tiêu tốn nhiều giấy mực và tiền tài trợ, Green Cheese vẫn không giúp ích gì cho việc bảo vệ cây xanh Hà Nội và môi trường Việt Nam. Dù từng được VOA tung hô thành các trí thức trẻ, các thành viên của nhóm Green Cheese vẫn dậm chân tại chỗ về mặt trình độ và bị dư luận lãng quên khi kịch đã hạ màn. Dù từng được làm nghệ sĩ đường phố trong vài đêm, các thành viên green cheese vẫn chỉ là phường hát rong không hề có chỗ đứng trên những sân khấu lớn nếu các cư dân mạng nhìn được thực chất của người và việc thì số phận của đoan trang trong tương lai cũng sẽ như vậy bà trang nên tự nhìn lại mình xem năng lực viết và nhân cách của mình đã bị hao hụt ra sao thay vì cố tạo thêm những vỏ bọc mới để an ủi bản thân và đồng đảng